Đó, như vậy là nó sẽ lên. Tại vì các cái chân pin của cái đầu AV này rất ít người xài, nên là nó dễ bị mốc cũng như là bụi bặm nó dính vô á, là các bạn phải chà sạch nó đi thì nó sẽ lên tốt hơn và truyền tín hiệu được tốt hơn. Đặc biệt là những nào mà nhạy về âm thanh á thì các bạn phải chà sạch nó đi, không nó sẽ bị rè kêu rất là to, rất là khó chịu luôn. Rồi, ok thì không dài dòng nữa thì mình sẽ đi sâu chi tiết luôn nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có một cái hộp hộp màu trắng, ở trên ghi là chữ mini, thì một số thông số khác nó ghi là HDMI số 2 rồi AV, ở đây tiếng Anh nó là tu, các bạn đọc tu với lại số 2 tu thì nó giống y chang nhau, nên là HDMI sang AV upscaler 1080, tức là có thể lên đến 1080p, chất lượng hình ảnh video các bạn 1080. Thì nói như vậy á, thì 1080 tức là nó sẽ nhận được đến 1080 ở chiều HDMI nữa các bạn, tức là 1080 cắm cái, ví dụ như đầu TV box cắm cái cáp HDMI vô đây đó, cắm cái cáp HDMI vô đây thì nó có thể nhận đến 1080. Nhưng mà các bạn quan trọng ở đây á, là cái xuất ra nó được bao nhiêu, thì một số người hỏi mình là bao nhiêu thì mình sẽ trả lời luôn, đó là chuẩn cao nhất của cái hàng hoa sen này là 720p nha, 720p. Rồi thì tại sao là 720p tối đa ở cái cổng output này? Vậy thì là thời xưa là người ta hay dùng cái tivi hình vuông đít lồi á, thì cái tivi chuẩn của nó cao nhất thì cũng chưa đến 720p, nó có chỉ 480 à. Thì nếu 720p mà xuất trên cái màn hình 480 là nó đủ quá rõ rồi các bạn. Thì nên như vậy là nó đủ và vừa phù hợp với túi tiền cũng như là phù hợp với khung hình của tivi, thì cái tivi đó xuất lên sẽ hoàn toàn rõ nha. 720p đối với một cái màn hình PC thì nó có thể là mờ, nhưng mà đối với cái màn hình khung vuông thì nó hoàn toàn rất là rõ luôn nha các bạn. Thì hôm nào mình sẽ đem ra ngoài test thử cho các bạn xem. Rồi thì ở đây mình đã giới thiệu xong về input và output rồi, thì vào một số thông số khác như chẳng hạn như ở đây là có USB power, NTSC và port là cái gì, thì NTSC và port đều là tổng chuẩn về thông số cũng như là cái kích thước khung hình khi nó ở trên TV. Thì NTSC port đều xuất hình ảnh được cả, chỉ quan trọng là khi mà NTSC nó khung hình nó to thì các bạn gạt sang port xem sao nó có vừa hay không. Nếu mà không vừa thì mình chỉnh lại trên remote bằng TV nhé các bạn. Rồi thì còn cổng USB và power thì sao? Hai cổng, cái cổng này á là cái cổng cấp nguồn. Thì đối với lại một cái dây cáp dài, thì dây cáp mà truyền đi dài á, tức là cái cáp AV này nè, cáp này truyền lên cao hơn 2 mét, dài hơn 2 mét, ví dụ truyền đến 15 mét đi, thì lúc đó bắt buộc phải cấp nguồn đây thì nó mới đủ điện để dẫn dài ra các bạn. Chứ còn nếu không thì nó sẽ bị mờ và có thể nó ra cái hình sọc đỏ, sọc xanh, sọc cam gì đó, cái dạng bảy màu mà tiếng hú dài dài á, nó là như thế. Thì như vậy là các bạn sẽ cần cấp nguồn thôi. Và đối với lại cái bộ này thì nó sẽ đưa sẵn cho mình một cái cáp này. Thì cổng này là cổng mini USB nha. Cái cổng này chuộng thời 2014 trở về trước á, người ta hay chuộng cổng này, và cổng này đến bây giờ thì nó cũ rồi, thiệt luôn á. Thì đây link của sản phẩm thì mình sẽ để dưới mục mô tả, cũng như là bạn nào quan tâm thì có thể inbox hoặc là thêm Zalo của mình, hoặc là vô trực tiếp cái nhóm Zalo trao đổi các thiết bị công nghệ cũng ở bên dưới nhớ các bạn. Ở bên dưới đây mình có để link hết nhóm bạn xem các cái nhóm, nếu các bạn nào mua và không biết sử dụng như thế nào thì các bạn có thể tham gia và truy cập nhóm để trao đổi về thông tin cũng như cách sử dụng nhóm bạn. Ok, thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu một số cái cổng mà một cái tivi bình thường nó hay có. Thì đối với các cái tivi đời cũ CRT á, thì cái chuẩn của nó để truyền video và hình ảnh, thì audio và hình ảnh thì nó sẽ có dùng ba cái đầu này, đỏ, trắng, vàng, thì tương đương với left, right và video. Thì ba cổng này sẽ xuất được đồng thời hình ảnh và video nếu cắm đủ cả ba cổng. Còn nếu không á, thì chỉ cần cắm một cổng vàng là cổng video và một trong hai cổng trắng và hoặc là đỏ, thì nó nếu mà cắm một trong hai này á, nếu dây các bạn chỉ có hai dây không á, thì nó sẽ xuất ra một cái đường video và âm thanh nó là mono nhé các bạn. Rồi thì
đối với cái dây mà mình dùng á là mình dùng 3 màu nên sẽ là âm thanh ra sẽ là stereo. Đặc biệt những bạn nào mà thích âm thanh hi-fi á, thì phải dùng đến 3 dây nha. Âm thanh nó mới sống động được, nó truyền qua hai cái bên tai á, thì nó sẽ bass hay là dập gì nó sẽ ổn định hơn và nghe nó feel hơn các bạn. Rồi thì ở đây thì mình đã cắm ở cái cục HDMI to AV thì là thứ tự là vàng, trắng, đỏ, tương đương với là ba cổng ở đây, thì mình sẽ cắm y chang vào ba cổng ở đây luôn nhé các bạn. Thì mình sẽ cắm là vàng, trắng, đỏ theo y chang luôn. Rồi thì một lưu ý nữa là nếu các bạn cắm mà cắm sát vô mà nó không lên hiện hình ảnh á, thì các bạn cứ kéo lùi lùi nó ra một xíu, cứ kéo lùi lùi nó ra, khi nào nó xuất hiện hình ảnh á thì các bạn sẽ thấy nó hiện trên tivi. Tại vì mấy cái cổng này nè, có nhiều người ta không xài và để nó lâu á, thì cái chân pin nó không có tiếp xúc tốt á, nên là nó sẽ không xuất hiện hình ảnh. Nên là các bạn cứ chùi sạch nó đi, và nếu không được thì các bạn cứ kéo ra kéo vô vậy nè, cứ kéo ra kéo vô thì nó sẽ tiếp xúc được cái điểm nào á, thì nó sẽ xuất hiện ở cái khúc đó thôi. Thì tùy thôi các bạn. Rồi thì mình sẽ lật ra mặt trước xem sao nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn cứ dùng cái remote zin của nó nha các bạn. Cái remote zin của nó thì này remote mình xài khá là lâu rồi, nó bụi bặm dính rất là nhiều. Thì ở trên các cái phím điều khiển á, thì các bạn bấm tất cả các nút làm sao cho cái nút mà nó xuất hiện một cái đường ngõ vào, hoặc các bạn bấm ngay đằng sau tivi cũng có, hoặc là các cái nút mà phím cứng trên tivi chắc chắn sẽ có một cái nút mà để chuyển cái đường ngõ vào đó. Thì các bạn bấm vào cái chỗ mà có tín hiệu là video các bạn đó, mình chọn xuống dưới nè đó, chọn vào video là nó lên nè. Rồi khi như vậy á là nó tiếp xúc chân tín hiệu chưa tốt các bạn, tiếp xúc chân tín hiệu chưa tốt, nên là mình sẽ chỉnh lại cái đường video là đường dây màu vàng. Thì mình sẽ kéo ra kéo vô để cho nó nhận được tín hiệu nha các bạn. Đó, như vậy là nó sẽ lên. Tại vì các cái chân pin của cái đầu AV này rất ít người xài, nên là nó dễ bị mốc cũng như là bụi bặm nó dính vô á, nên là các bạn phải chà sạch nó đi thì nó sẽ lên tốt hơn và truyền tín hiệu được tốt hơn. Đặc biệt là những nào mà nhạy về âm thanh á, thì các bạn phải chà sạch nó đi, không nó sẽ bị rè kêu rất là to, rất là khó chịu luôn. Ok, thì như vậy là mình đã chuyển cho các bạn, đã chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể truyền được cái hình ảnh lên TV thông qua cái đầu chuyển HDMI to AV. Thì các bạn sẽ truyền được hình ảnh và video kèm theo lên trên một cái màn hình lớn, đó là cái màn hình TV nhà các bạn. Thì các bạn nào mà cảm thấy mà mình gặp vấn đề trong quá trình kết nối thì các bạn có thể gọi ngay cho mình số ngay bên đây, hoặc là các bạn có thể tham gia các cái group ở bên dưới, đặc biệt là group Zalo, thì mình sẽ trả lời ngay cho các bạn trên đó, đỡ các bạn phải gọi điện thoại cho mình. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì nếu các bạn nào thấy hay, hãy đừng quên thả cho mình một nút like cũng như là một lượt đăng ký để mình có thể chia sẻ cho các bạn nhiều điều về các cái Android TV Box, cũng như là các cái kết nối các cái thiết bị ngoại vi hay là các cái thủ thuật về các cái thiết bị phần cứng. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì video này cũng khá là dài, nên các bạn nào mà cảm thấy mình nói nhiều thì mong các bạn thông cảm. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.